có một số tiền để làm ăn để nuôi mấy bé, chứ em không có ước gì nữa. Chị nói không mấy ngày rồi ăn cháo lợn với lại ốc bu. Ốc bu à, với cá gì chị? Dạ cá rô á. À, cá rô mình văng lưới hay vậy? Dạ. Nhiêu đây mình ăn bao nhiêu? Dạ ăn qua tới giờ. Hôm qua tới giờ hả? Dạ. Giờ gặp đâu bắt ở đó. Bắt con của anh chị bán luôn hả? Dạ. Gặp em thì bắt em gặp nhỏ. Không, nếu mà không trả tiền á, một là bắt con, hai là cắt cổ của gia đình hết. Ôi trời. Bữa nay mày đường em gái em nhảy xuống biển rồi mới vàng cái ghe này nó vớt em chạy em đi vô. Anh nhảy xuống biển luôn hả? Lúc đó là nhảy xuống biển là ôm cái đầu máu đúng không? Cái đầu nó mới ấy chưa ra máu thì dừng lên bờ mới gỉ máu. Ồ. Bé này 4 tuổi cũng đi bị tiêu hóa cả tháng nay. 4 tuổi bị bệnh tiêu hóa, còn bé này học lớp 1 là không có tiền. Dạ. À, chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng em nhân chứng đang có mặt tại xã Long Thạnh của huyện Dòng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Thì theo được một số thông tin đó, thì Bùi Hồ biết được rằng có một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Một người mẹ trẻ tuổi lại nuôi ba người con. Và hàng ngày cái cuộc sống của chị thì phải chăm con. Chồng của mình thì trong một lần đi biển thì lại bị những bạn đi cùng đánh thì phải trở nên khờ khạo và rất là khó khăn. Và như thế thì chị có nhắn tin lên Facebook của Bùi Hồ là nhờ hỗ trợ. Và để hiểu thêm á, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và em nhân chứng ha. Hôm nay thì đi đến nhà của chị, nghe nói chị nói rằng là có hổm gà không có gạo ăn. Và nhân ghé vô mua một phần mì với lại 10 kg gạo với lại muối đường một ngọt. Đây là cái phần hỗ trợ của chị Hương ở huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Chị nói gặp những cái hoàn cảnh khó khăn nào thì mua để mà thay mặt cho chị giúp đỡ đó. Có dịp đến đây thì thấy hoàn cảnh của chị cũng rất là khó khăn nên bên em đi luôn. Nhân em có từng xuống đây chưa Nhân? Em chưa đến đây lần nào luôn á. À, cái cảm giác em xuống đây thì như thế nào? Lần nào về quê thì thấy khung cảnh quê cũng rất là bình yên. Đây là cái chị nha. Chị tên là chị... Dạ, em tên Kim. Kim. Đó, đây là cái phần của chị Hương gửi cho chị ha. Đây, cho chị hoa gạo lũng hả? Đây, em đẩy mì. Đây là muối đường bột ngọt. Ở phần này trị giá là 300 ngàn. Ở đây đi hết chị, tụi em đi theo. Chị Kim là năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ, em sinh năm 91. Chị sinh năm 91 hả? Dạ. Chị Kim là năm 91. 91 là năm nay là bao nhiêu ta? 32 tuổi. 32 tuổi hả? Dạ. Mà mình năm nay là ba người con rồi. Dạ. Cái con bé, đứa con bé nhất là bao nhiêu tháng? Dạ, bé nhất 4 tháng mấy ngày anh. Ê hả? Ở nhà là anh cũng ở nhà luôn? Dạ, chồng em từ lúc bị đánh tới giờ là bị sụp cái xương sống á. Không có làm nặng được. Dạ, quê mình ở đâu ta? Dạ, quê em là sanh ra ở đây nè. Dạ. Còn chồng em thì ở bên thứ ba. Dạ. Lâu lần đầu tiên mà mới đi xuống cái huyện này luôn á. Em đi Kiên Giang nhiều lắm. Nhưng mà lần đầu tiên mới đi xuống được cái Dạ, em cũng huyện Dòng Ghiền này. Anh xuống em tưởng là anh không có liên hệ rồi em thấy cũng không biết sao, cũng khổ lắm, cũng được không? Trong địa phương người ta cũng không có giúp á. Anh là bao nhiêu chị Kim? Dạ, chồng em sinh năm 85 á. 85 vậy là 38 tuổi. Dạ. Chị di chuyển là duy nhất là phương tiện là chiếc xe đạp này thôi hả? Dạ, chỉ có chiếc xe này thôi. Tại lúc em đẻ không có tiền, em bán chiếc xe quay 2 triệu mấy mà để đẻ. Bán xe để đẻ hả? Dạ. Ôi trời. Là chi phí, viện phí đồ là bao nhiêu? Dạ, đi ra tới chợ, tới bệnh viện nhỏ thì em chưa có dấu xanh, em nằm 3 ngày. Người ta mua đồ này kia, em còn có 1 triệu mấy nè. Tới chuyển ra kia chi phí tới 5 triệu lận. Em tưởng em không có qua khỏi vậy. Sao vậy? Tại không có đủ tiền, người ta để nằm ở đó hoài. Dạ, không có tiền nên người ta không có cho mình xanh hả? Không, người ta không có coi tới. À. Rồi không có thuốc men gì hết. Cậu cứu ăn Bùi Hồ thì mấy ngày qua là nhà không có. Dạ không, dạ không có gạo ăn. Nấu cháo hả Nhân? Nấu cháo. Dạ, nấu cháo mấy ngày nay hả? Ăn mấy ngày nay luôn hả chị? Dạ, ăn bắt ốc bu vàng kho mấy đứa nhỏ nó ăn. Ôi trời. Mấy đứa
cháu nhỏ này, cháu nhỏ nhất thì có sữa gì không? Dạ không có tiền mua, em thì không có đủ ăn, không có sữa. Ôi trâu kìa, trâu của cậu em á, lâu lắm mới thấy được cái cảnh này đó. Nhưng mà cái nhìn cái cảnh này vẫn dễ thương ha. Ủa cái đường nhỏ xíu rồi nè. Dạ. Ở đây là nước ngọt hay là nước mặn chị Kim? Dạ ngọt quanh năm. Nước ngọt ha. Dạ. Nhà em nè. Nhà này là nhà chị hay là nhà? Dạ. Nó trơn á. Hay là nhà mẹ chị? Nhà của mẹ đó, mẹ cho em cái nền cái đó. Nền này hả? Dạ. À. Mẹ em chưa có tiền cắt nữa. Mở cửa ra đi anh. Đem cho. Mở cửa ra. Cho nó thức đi, nó ngủ lâu rồi mà. Cho nó thức đi. Mấy Mai đứng lên coi, chú vô kìa. Chào gia đình mình ha. Dạ. Chào anh. Xóm làng của mình ở đây là người Kinh hết hả chị Kim? Dạ Kinh rồi, dân tộc có cũng lộn xộn anh. Dân tộc nhiều đúng không? Dạ. Hình như là Khmer nhiều. Dạ đúng em cũng Khmer mà. À chị Khmer hả? Dạ em Khmer mà, em thị em họ Thị mà. À đây hôm trước tiên thì tụi em đến đây để thay mặt chị Hương á, gửi quà cho gia đình mình ha. Dạ. Để đâu giờ ta? Rồi dạ, để nó bị đại, để bị ẩm á. À, cảm ơn anh nhiều lắm. Cái nhà này là của mẹ của anh chị hả? Dạ của mẹ, mẹ vẫn còn đứa em Út á. Ừ. Ba đứa hồi, bé gì đây? Dạ nhà hồi nhà này hồi xưa sư cho anh cũng không có tiền cắt nữa. Sư cho đó giờ. Cho mười mấy năm rồi. Sư chùa ngoài kia đó hả? Dạ sư chùa Thanh Gia cho. Chị vô ngồi đi. Nhà mình đem lấy cái ghế nữa cho Nhân ngồi luôn. Ô Nhân sẵn vô đây quay cho em quay cái bếp cái trước nha. Đây là cái không gian bếp của nhà chị Kim với lại ba mẹ của chị Kim á. Ở đây được dựng bằng cái mái lá này Nhân. Dạ. Còn đây là cái nhà bếp rất là đơn sơ đúng kiểu miền quê á. Ờ. À, đây nè. Chẳng có gì cả, có cái bếp ga nhỏ nhỏ ngoài kia kìa. Nhưng mà mái lá mà nấu thì nó cũng khá là nguy hiểm á anh Hồ. Ừ. Mưa thậm chí mưa dột em thấy ướt hết kìa Nhân. Dạ. Ờ. Là chỉ có nhà thì được làm bằng ôi nhà cũng vách lá luôn đó nè. Dạ. Rồi cái miếng chứ tường chứ. Chỉ có được cái miếng tường ngoài trước thôi, nhìn mình tưởng nó là nhà tường. À. Mà thực ra là vách lá nè anh Hồ. Cái miếng nè, miếng mang màn ngăn thành cái phòng á. Ờ thành ở ngoài sau này dựng bằng miếng bạc kìa. Thấy không? Dạ sụp lá hết rồi. Ôi trời. Tức là đến nỗi lá cũng bị không có tiền thay luôn. Dạ không có tiền. À. Em là vậy có ấy mà nó chồng em hổm bệnh nó cũng gắng mần hồ được mấy ngày. Ê, mặn qua đây đi, qua đây đi. Chồng em đi ra người ta mần hồ gắng được mấy ngày cũng bệnh lại. Rồi à, đi để cho quay gia đình chị được. À, tụi em hôm nay thì em với em Nhân á, dạ. Thì có dịp về lại Kiên Giang thì biết được cái sự gia đình mình cần sự hỗ trợ đó thì tụi em có ghé thăm gia đình của mình luôn. Thì anh với chị cũng như là có thể kể cho cô bác quý anh chị biết về cái hoàn cảnh hiện tại đi. Cũng như là về nỗi khó khăn của nhà mình đó. Để dạ cho tụi em cũng mọi từ người nắm rõ hồi lúc chồng em đi ra xong cái bị người ta quánh. Rồi cũng đi về á, rồi đợt năm rồi á. Đi dạ. Lên bị dịch đó anh. Rồi cũng khổ không có gì ăn đó. Rồi cũng trở về. Rồi xong cũng ở nhà, rồi chồng em cũng đi mần mướn ăn rồi sống qua ngày thôi. Chứ không có dư. Rồi em còn chiếc xe quay á, rồi đẻ bé này nè, không có tiền. Rồi em cũng bán chiếc xe đó để đi đẻ. Dạ. Yeah. Mà bán được có 2 triệu 7 à. 2 triệu 7 rồi em đi ra bệnh viện Minh Lương á. Ừ. Em nằm 3 ngày. Em nằm ở đó rồi 3 ngày đó là xài hết mấy trăm rồi. Chỉ còn có 1 triệu mấy thôi. Còn có 1 triệu mấy rồi nửa đêm cái có dấu xanh người ta đuổi em đi. Em xin người ta ngủ lại một đêm người ta không cho nữa. Tại vì bụng em tầm ử quá đó. Đuổi đi cũng đi xe, đi xe hết 250. Đi xe taxi á. Đi ra tới ngoại người ta bắt đóng 5 triệu. Mà trong mình do chồng em còn có 1 triệu mấy à. Em ngu lắm, em sợ lắm. Em sợ người ta không có đẻ cho em á.
em lại trời lại Phật là người ta đẻ cho em trong đêm đi, nếu không thôi người ta không đẻ là em chỉ sợ mình có gì bỏ lại hai đứa con khổ. Rồi xong trong mình vợ chồng em không có tiền. Rồi nửa ngày sau 11 giờ em vô phòng sanh, mà tới 1 giờ em mới sanh. Em sanh bé này là 3,5 kg. Em sanh rồi em nói là em cầu trời cầu Phật cho em qua khỏi cái cơn nạn này đi, để em về em sống với con em. Bác sĩ nói nếu em mà không cỡ nửa tiếng em cộng gặn ra nữa là không có qua khỏi. Rồi đứa này em đâu có để có bầu đâu, tại vì đợt dịch á dính bầu rồi không có đi phá được. Rồi phá ở nhà đi đâu người ta cũng chặn chốt hết trơn á. Rồi để sanh bé này luôn nè, chứ khổ quá trời, em đâu có sanh nhiều đâu. Chứ biết mình hoàn cảnh mình nghèo mà. Đứa bé nhất là mấy tuổi chị? Dạ bé này nè, bé nhất nè. Là mới sanh được rồi đó hả? Dạ. Là mấy, hiện nay mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng mấy ngày đó, em cho bé uống trà đường đó, em cũng không có sữa. Cho bé uống trà đường không có sữa hả? Dạ, đó, trà đường. Đó là nó uống gì nó không ấy. Là bé là không có... Em có sữa nhưng mà không có đủ bé uống. À. Lớn uống nhiều. Rồi không có tiền mua bột cho bé ăn. Bé rồi bé uống... phải uống trà đường. Dạ. Còn bé này là mấy tuổi? Dạ bé này 10 tuổi, bé đi học mới học lớp 1 rồi mà em chưa có tiền đóng tiền trường ngàn nào hết. Còn bé này? Bé này 4 tuổi cũng đi bị tiêu hóa cả tháng nay. 4 tuổi bị bệnh tiêu hóa, còn bé này học lớp 1 là không có tiền. Dạ. Ôi trời ơi. Rồi 10 tuổi sao học lớp 1? Tại vì em nghèo quá không có tiền cho bé đi học, rồi mà ăn bắp bên hoài đó anh. Dạ. Chồng em đi ghe thì cò đưa xuống ứng 20 thì người ta đưa có 15 mà đi xuống dưới bị người ta quánh nữa. Là anh hiện nay là có đi làm gì không? Có đi xin làm hồ á, xong giờ đi ké xe mà bây giờ anh không có ở đây, anh đi về Cần Thơ về quê ảnh rồi, chồng em không có xe đi, cũng gắng đi mà ngồ. Anh làm hồ mỗi ngày được nhiêu tiền? 250. Mà em nghe chị nói là anh bây giờ lúc quên lúc nhớ hả? Mới hỏi em đi bỏ em mấy ngày luôn mới về. Ủa sao vậy? Em biết, muốn đi đi à. Anh bị người ta đánh như thế nào chị có thể nói rõ hơn không? Thì bị đánh cho chúng cái đầu nè, bây giờ mai lại nè anh, có giờ còn giấu nè. Ừ. Giờ em cũng biết nói như sao, giờ anh cũng có lúc không có chuyện gì cũng xách cặp bỏ em đi lội bò đi về bên nhà anh bển. Vậy là tinh thần cũng không có còn ổn định. Dạ. Anh có nhớ lúc đó anh đi đâu không? Anh có nhớ lúc đó anh làm cái gì không? Nhớ. Anh muốn đi đi à. Mà em như phải khi... nói thương nhất đó là ba bé này đúng không anh Hồ? Đúng rồi. Ba em bé này là nhất là bé nhỏ nhất bây giờ là uống trà đường. Uống trà đường để thay sữa. Còn mấy bé lớn với lại vợ chồng chị thì mấy ngày qua không có cơm để ăn. Dạ. Ba mấy ngày nay nấu cháo ăn. Ăn ốc mua vàng, hôm qua đi bắt ốc mua vàng ăn. Nấu cháo, thay cơm. Dạ. Nấu ốc mua vàng để ăn. Để cho nấu cháo, để cho có nhiều nước á. Đúng rồi. Đúng không chị? Dạ, có nhiều nước á, chứ gạo ít quá. À, bé nhỏ nhất này là được bao nhiêu? Dạ, 4 tháng mấy ngày. 4 tháng mấy rồi tới bé này đúng không? Dạ, bé này bé giữa. Bé này bé giữa. Dạ, bé này cũng đang sốt sáng giờ nè. Bị sốt hả? Dạ. Bé này là bao nhiêu? Dạ, bé này 4 tuổi. Bé này? Dạ, 10 tuổi. Dạ 10 tuổi mà mới có học lớp 1 rồi. Mà em cũng chưa có tiền đóng tiền trường. Em nghe chị nói là bé này chuẩn bị xin nghỉ hả? Dạ xin nghỉ nhưng mà bé khóc quá, bé nói cho bé xin đi học đi. Ừ. Rồi thấy gì cho bé đi học, rồi cô giáo cũng kêu đóng tiền hoài, rồi cũng hứa đại gì đó. Ừ. Hứa ngày nào cho con học ngày đó để biết chữ. Để em hỏi con nữa, nó dốt, nó biết chữ, tội nghiệp nó. Nhiều khi hoàn cảnh chứ em cũng muốn chết lắm, mà chết bỏ con tội. Thấy hoàn cảnh mình không giống ai á, trong xóm không ai chơi với nhà em chứ. Ô sao hả chị? Nó chê nhà em nghèo. Không có ai đi lợi chứ. Ừ, mẹ của chị đâu? Dạ mẹ đi ngã ba, mẹ đi chợ anh, mẹ đi mua thuốc á, mẹ bị tăng kinh tọa đi không có được á. Ừ. Đi lại không có được á, mẹ không có giữ mấy đứa này được đâu.
Mẹ ở chung với gia đình mình hả? Dạ, nhà này nhà của mẹ. Em là em chỉ ở chung với mẹ thôi. Là mẹ cho em cái nền đó đó. Chừng nào mà em có tiền em cắt, còn không có thì ở vậy. Em của em thì đi làm rồi. Nó cũng đi làm thuê làm mướn á. Ai mướn gì làm nấy. Em của chị cũng ở đây luôn hả? Dạ, cũng chưa. Nhà như vậy mà ở đây là hết năm rồi, mẹ nữa 6, em dạ. Nữa là 7 người. Dạ. 7 người ở đây rồi sao ngủ như thế nào trời? Em với bé thì ngủ trên đó. Còn chồng em á với bé lớn ngủ dưới này. Ngủ ở dưới gạch này hả? Dạ. À. Vậy rồi mẹ với em trai thì ngủ ở đây nè. Mẹ em trai ngủ ở đây. Ôi nhìn cái bát hương kìa Nhân. Kìa. Em thấy cái bát hương không? Bát hương làm bằng những cái chiếc hũ nhựa đúng không? Đúng rồi, bằng những cái keo mũ á. Dạ. Ôi ôi. Tức là căn nhà thì rất là tạm bợ, ngay cả việc thờ tự cũng không có được mua nổi những cái bát nhang nữa. Và nhà thì chỉ được một cái miếng vách tường nằm ở phía ngoài trước thôi. Toàn bộ còn lại thì là vách lá. Mà vách lá khi mà xuống cấp á, thì bị mục á. Chị cũng không có tiền chị thay luôn. Dạ. Và chị phải lấy bạc chị che. Dạ đúng rồi. Ở đây con. Nhà dột dữ không chị? Dạ dột. Đó dột ngay chỗ ngủ em, dột ngay chỗ mẹ ở đây nè. Mới mua keo su á, ta đóng lại đó. Bên đó là tạc hết luôn. Ngủ có đêm nào phải mưa lớn quá ngồi dậy hết không? Dạ có chỗ chồng của em ngồi dậy là tại chỗ em đỡ. Có cái keo su đó đó, ở đó dột á. Còn ở nhà sau này là dột hết luôn. Dột hết luôn hả chị? Dạ. Mưa sao mình nấu ăn? Dạ cũng nấu đại đi chứ biết sao giờ. Tức là gia đình chị thì chỉ còn có chị với lại em là đi làm thôi. Dạ. Nguồn thu nhập thì chỉ có từ hai phía đó thôi. Dạ. Lại... Em của em là riêng rồi, tại vì em của em lo cho mẹ thôi. À. Còn em gia đình em thì tự lo. Gia đình riêng rồi, mẹ thì bệnh nữa, không có lo được cho mẹ nữa. Chị có bệnh gì trong người không? Dạ em có xỉn. Bị xỉn hả? Xỉn, em bị xỉn là hồi lúc mà nhỏ lắm. Bé này tên gì ta? Dạ tên Trân. Trân. Dạ. Trân qua đây chú nói coi. Qua đây chú nói chuyện với con được không? Con kìa. Đi. Đi đi con. Coi kìa. Đi đi qua chú nói chuyện kìa, bước xuống. Lẹ lên. Anh kêu nó coi anh. Trân đẹp gái quá mà. Bước xuống chú nói chuyện. Bước xuống chú nói nghe nè. Chuyện chú làm gì đâu. Trân con học lớp mấy Trân? Học lớp mấy con nói chú nghe đi. Học lớp mấy? Học lớp mấy. Họ tên con là gì? Nguyễn Huyền Trân. Nguyễn Huyền Trân à? Đứng đứng đây chú nói chuyện. Đứng đó chú nói chuyện. Con có thích đi học không? Hổng ngày thì con có được đến trường chưa? Sao con thích đi học con nói với chú nghe với. Con muốn biết chữ nữa nè. Nói cho chú nghe, nó con muốn biết chữ. Nói đi, nào giờ nó không có tiếp xúc với người lạ đó. Nói đi con, nói đi. Nói gì con đi. Con ước mơ con làm nghề gì? Con làm công việc gì? Con ước mơ làm công việc gì? Con nói với chú đi. Làm giáo hay là bác sĩ hay là gì? Nói đi con. Nó con muốn làm gì? Nhanh lên. Bé cũng đọc biết viết rồi đó anh. Dạ. Mỗi lần á là em đưa tiền cho bé đi mua nước đá 5.000 là bé không biết thối nhiều. À. Khi bé đi học á, bé biết tiền thối nhiều, tiền dư nhiều. Và em cũng muốn cho bé đi học á. Dạ. Dạ nghèo khổ bây giờ mà học biết chữ thôi cũng được. Không cần học cao. Anh tên gì em quên rồi. Dạ chồng em tên Nguyễn Trung Kiên. Anh Kiên, chị dạ. Là chị Kim hả? Dạ. À. Anh Kiên năm nay là bao nhiêu anh Kiên? 38 hả? Anh làm hộ ngày được 250. Trước đây anh làm cái công việc gì? Dạ đi ghe. Đi ghe anh đi được mấy tháng thì bị bạn đánh. Anh đi được mấy tháng? Đi qua tháng ngoài. Tháng ngoài. Mà sao bạn lại đánh mình ta? Nhưng mình đợi bánh tre đó, đồ nó ấy không mà mình đâu quấy được đâu. Giờ nó hết đồ dặn ngấu đá. Đập đá hả? Ừ. Vì nó đồ nó phải kêu mình lấy đồ của mình cho đưa cho nó xài. Rồi mà không đưa nó kiếm chuyện. Rồi đi ghe cái nên là đâu có 20 người đâu mà ấy nó kiếm chuyện hoài rồi từ. Không đưa nó kiếm chuyện nó quánh. Bánh em rồi từ em ghé em nhảy xuống biển rồi mới vàng cái ghe này nó vớt em đó, chạy em đi vô. Anh nhảy xuống biển luôn hả? Lúc đó là nhảy xuống biển là ôm cái đầu máu đúng không? Cái đầu nó mới ấy chưa ra máu thì lên bờ mới gỉ máu rồi.
Ồ. Nhưng mà lúc đó là đánh bắt xa bờ hay sao, hay gần anh? Xa, cũng gần gần cái gần khoang á. Nhưng mà lúc mà anh cái thuyền của mình á đi đánh cá là xa bờ hay gần bờ? Xa bờ, đánh xa. Khơi mà. Đâu đâu khơi ở đâu. À. Hôm trước anh Hậu, em với anh Phong cũng từng gặp một trường hợp á. Ừ. Chị đó cũng cầu cứu bởi vì em trai của chị ấy á cũng bị tình trạng như anh nè. Ừ. Nhưng mà em đi... mất tích luôn á anh Hậu. À chết luôn. Em đi mấy chuyến này đâu có gì đâu mà đi chuyến này em cọ đưa xuống á. Chồng em bị cọ đưa á. 25 triệu mà nó đưa cho vợ em có 2 triệu mà. 25 triệu à. Ngồi ăn cò hết triệu. Ngồi 1 triệu mà. Tiền xe 2 triệu mấy nữa. Mấy người đánh anh kia? Vòng vòng đó là vô Bình Đại Bến Tre. Là Bến Tre là đi như vòng họ không có gì. À anh đi về Bến Tre anh đi ha, chứ không phải là đi ở đây. Tre. À, đi ở Bình Đại, biển Bình Đại á. Đừng con, đừng con. Rồi, đâu có đâu rồi. Chuyến ngay với vợ em đẻ nè. Đi rồi, nó ấy rồi đâu. Tới giờ đâu có đi game. Chuyến làm có nổi đâu. Giờ còn thiếu người ta mười mấy triệu nữa. Người ta giờ ta cũng hâm em hoài. Thì tháng mấy thì có nên. Chị tháng mấy có. Tháng mấy mà trừ. Bây giờ còn thiếu mười mấy triệu. Hâm rồi bắt con em nó bán, nó trừ tiền. Cái này gặp đâu em bắt đó. Gặp đâu bắt ở đó. Bắt con của anh chị bán luôn hả? Dạ. Gặp em thì nó bắt em, gặp nhỏ. Không, nếu mà không trả tiền á, một là bắt con, hai là cắt cổ của nhà đình á. Ôi trời. Cái gì vậy? Mà lúc đó em hỏi thiệt nè, giữa bị đánh và nhảy xuống biển, anh có nghĩ rằng là anh nhảy xuống anh sẽ sống không? Ở trên đó cũng luôn không? Ở trên đó là không sống hả? Làm nhảy xuống thì còn có ấy hả? Còn ở trên đó là không được đâu. À, nhảy xuống thì còn đường sống nhưng mà ở trên đó là không đường nào sống hả? Nhảy xuống thì có phần trăm sống hơn. Có phần trăm sống hơn. Thì anh quyết định là nhảy xuống. Rồi lúc đó ai cứu anh? Chờ buông. Rồi anh phải lên trên mất bao lâu? Chở vô nó tải rồi nó mới chở vô mình trong giờ là mình xin tiền về. Nhưng mà anh phải lên trên trên biển nó mất bao lâu người ta mới cứu? 3 ngày. Có 1 ngày được 1 tiếng à. Có 1 tiếng rồi. Tiếng rồi cứu cho nó 3 ngày. Đáng ra là có người thấy anh rồi. Là có thấy trên ghe tải là ba ngày nó mới ba ngày tải nó mới vô tại mình nó vớt mình lên rồi nó cho mình đến anh bao ăn bao uống luôn rồi ba ngày vô nó mới thả mình lên đường nữa. Thì người ta cũng tốt ha, như là những người đi biển người ta cũng như nó tải cá rồi hết trơn á rồi đó mới vô. Mà em hỏi anh nè, à, lúc anh nhảy xuống anh có ôm cái gì anh nhảy xuống không? Có bọc á, cái bọc thổi phì lên lúc đó anh chụp đại cái phao quá, cái phao tròn vậy nè. Chiếc bọc đó anh trôi rồi đi ngoài gặp cái miếng mốp anh vớt, miếng mốp câu với mốp. Anh cũng gần chìm xuống dưới tới đáy rồi mà gần có miếng mốp câu với miếng mốp. Gần chìm xuống tới đáy rồi? Gần muốn chìm rồi đó. Muốn chìm xuống tới đáy rồi đó, rằng mình cái câu với miếng mốp được. Ghe lại nó vớt mình lên. Ủa ở đâu mà có miếng mốp ở dưới đáy nữa? Ở ngoài có mốp nữa mà, mốp cái ghe đời kia nó gớt á. Cái miếng thảm á. Ừ. Ngoài biển nha, có miếng mốp rồi ghe này kia nó như gió đắp bay thảm á. Ồ nghe anh kể ly kỳ dữ trời. Có nhưng mà biển có mốp nữa, có gì đủ thứ dân, có mốp, có phao, có thùng nùm nùm gì, ba cái lưới người ta hay văng rồi đó, mình câu vô đó đó. Lúc đó là anh nhiêu tuổi anh Kiên? Anh cũng 37 tuổi rồi. Năm ngoái là mới vừa một năm rồi thôi. 37 tuổi. Mà hiện nay thì anh chị vẫn đang sống trong cái sự lo sợ. Có nghĩa là không có tiền thì người ta sẽ tìm cách là bắt anh hoặc chị hoặc là bên nó hâm chị đó. Đang bị hâm dọa nha. Như từ đây tới Tết á. Tại vì em thiếu cũng lâu rồi. Thiếu bao nhiêu? Tổng cộng là bao nhiêu dạ, hả chị? Người ta nói chồng em đi gần 1 tháng là chỉ trừ có 5 triệu thôi, còn thiếu 15 triệu. Nhưng mà không có khả năng trả nơi tại vì cũng khổ nữa. Nhưng mà em hỏi thiệt nè, 15 triệu đó là chị thiếu ai? Chị thiếu cái người mà mai mối hay sao? Cái người mai mối á, người ta nói là người ta dẫn chồng em xuống, bây giờ là người ta trả thế. Tại vì á, là người ta là qua lại với chủ ghe. Em thì em muốn trực tiếp với chủ ghe nhưng mà người ta không có cho. Bây giờ chị đang nợ người môi giới đúng không? Dạ không, cái người này á là cò á anh. Người cò. Cò, môi giới, đúng rồi môi giới. Mà em không dám nói người ta, nói tên người ta đâu sợ. Nhưng em có tiền thì em trả thôi, chứ em cũng sợ. Đó là lời tính toán là nợ 15 triệu đúng không? Dạ. Một tháng chị đi làm được bao nhiêu?
Em không có đi chị làm. Chị đâu có đi làm đâu, có mình anh Kiên à. Mà anh Kiên thì đi làm thì ngày được ngày không, có đôi khi bị đôi khi cái bệnh, cái bệnh đó. Không có được bình thường ha. Rồi muốn đi là đi, bỏ hổm đó, xách cái cặp đó kìa. Mấy cặp đó đi bỏ em mấy ngày luôn. Cái cặp này hả? Dạ. Mà biết anh đi đâu không? Đi về bên nhà anh đó, nhận không biết anh ngủ ở đâu rồi. 3-4 ngày anh mới về đây rồi. Nhân em cho cái cảm xúc khi mà em chứng kiến được cái câu chuyện này. Rồi em thấy được cảnh các đứa bé nhô nhóc mà sống trong cái cảnh mà mưa tạt gió lùa như thế này á. Thì em đi lấy chai nước, chai nước này, chai nước. Chỉ biết nói là hai tuần bé. Ai đổ hết của em rồi. Quá bế tắc. Kêu uống nước đường kìa. Này là nước đường đây hả chị? Dạ, nước đường á. Rồi bé chịu uống không? Dạ, chịu. Chứ bây giờ đói quá thì cũng phải uống thôi chứ sao đúng không? Bé dễ lắm. Mà con cái uống nước đường là bé nhiều khi bé không no, bé cũng khóc quấy gì đó. Anh Hồ có thấy là những đứa bé là phải nói là rất là thương luôn. Lên bàn cho em đi. Rồi, thôi, thôi, thôi. Hiện nay thì anh với chị có một cái mong ước gì không? Dạ, như em có mong ước, có một số tiền là em trả nợ cho người ta để cho người ta bên gia đình em nữa. Như em muốn có một số tiền để làm ăn, để nuôi mấy bé. Chứ em không có ước gì nữa. Dạ, đã nợ cho người ta để người ta đừng có hâm em. Mỗi ngày em sợ lắm, sợ thật tình. Có mong ước là sửa lại chút đỉnh cái nhà này không chị? Dạ, em cũng ước mình là có căn nhà riêng bên này nè, để cho mấy bé ở, có chỗ che nắng che mưa. Còn bên này nhà của mẹ. Nhưng mà đôi khi chị cái số nợ còn lại á Nhân, chị chưa trả hết nên chắc có lẽ là chị không muốn nói ra, đúng không? Chứ cái ngôi nhà thì nó cũng thật ra thì nếu như mà gió mạnh mạnh một tí xíu thì chắc không còn gì đâu. Hôm nay mình ăn cơm với gì chị? Dạ, ốc bu vàng. Đâu chị? Bây giờ thì mình xem qua một bữa cơm. Như chị nói thì không mấy ngày rồi ăn cháo loãng với lại ốc bu. Ốc bu vàng với cá gì chị? Dạ, cá rô á. À, cá rô mình văng lưới vậy? Dạ. Nhiêu đây mình ăn bao nhiêu? Dạ ăn qua tới giờ. Hôm qua tới giờ hả? Dạ. Giờ còn bao nhiêu đây ăn được 1-2 ngày nữa không? Dạ ăn nếu chiều nay không hết là bỏ. Tại sợ mấy bé ăn nữa, sợ mấy bé bệnh. Tức là cũng cũ rồi đúng không? Dạ. Rồi bên đây là gì đây? Rồi không. Không rồi. Nước mắm buộc. Hôm qua là bà xin tiền đi mua gạo hả? Dạ xin của bà con á. Người ta cho được nhiêu? Bột ngọt luôn. Dạ. Người ta cho được 50 ngàn. Người mẹ về mẹ mua mì gói rồi mấy ký gạo. Mua mấy gói mì thôi ha. Dạ. Ngồi với chú không? Ngồi với chú đi con. Đeo lên đây. Sáng giờ nó sốt á, nó nằm không à. Hôm nay thì em với lại anh Hồ cũng có biết đến hoàn cảnh của gia đình mình. Dạ. Hôm qua chị có cầu cứu với anh Hồ. Thực sự thì hôm qua nay anh em cũng muốn đến sớm rồi, nhưng mà cũng lỡ đường không đến được. Dạ. Thì nghe cái câu chuyện của chị á anh Hồ, thì thực sự là mấy anh em mình rất là cảm thấy bế tắc và ám ảnh với một cái cảnh sống mà không có cơm để ăn, còn một nhúm gạo thì phải lấy để nấu thành cháo loãng ra để cho cả gia đình có thể ăn. Và thậm chí là bắt những con ốc bu á để ăn qua ngày. Nhân xin trích từ quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Trước tiên thì xin chân thành cảm ơn một mạnh thường quân giấu tên 500.000, Nghĩa Út 2 triệu, chị Loan và chị Linda 2 triệu, cô chú Minh Hồng 2 triệu, anh Lê Văn Thái 500.000, cô chú Ngọc Vinh ở Mỹ 1 triệu, anh Sơn ở Mỹ là 2 triệu nữa, thì tổng cộng là 10 triệu đồng. Trước tiên thì có 10 triệu đồng này em gửi cho chị ha. Ngoài ra thì anh Hồ, anh xin trích quỹ của chú Kevin Trần ở Mỹ 1 triệu, với lại trích quỹ của cô My ở Mỹ 1 triệu, gửi cho gia đình mình 2 triệu ha. Là thêm được 2 triệu đồng nữa.
là được 12 triệu, xem như là gần hết số nợ đúng không? Em là em chỉ ước trả nợ thôi, không có gì hết trơn. Chứ mỗi ngày mình còn lo sợ, sợ người ta lại bắt con mình á, bán hoa cam rồi không kiếm được. Bắt bán hoa cam hả? Không có tiền trả là bắt một ít con để trừ tiền. Mà người ta không là bắt bán hoa cam hay sao? Dạ đúng rồi. Ta nói sao chị thuật lại giùm em với. Người ta nói nếu mà từ đây tới Tết á mà không kiếm số tiền trả cho người ta là người ta bắt một đứa con để bán hoa cam để trừ tiền. Ôi trời. Rồi vậy? Dạ, không rồi á. Nếu không bán thì cắt cổ hết cả gia đình. Sao? Cắt cổ hết. Ôi trời, sao mà khủng khiếp vậy? Dạ. Bởi em không có gì ăn em cũng không sợ, em chỉ sợ cái điều đó thôi. Mỗi ngày em cũng sợ hoài, đêm em ngủ em cũng sợ nữa. Nhưng mà chị có trình báo cái vấn đề này lên công an không? Dạ em không dám. Tại vì bên này á toàn là dân dữ không à. Không dám trình báo lên công an dạ. Hả? Em có năn nỉ người ta là em trả mỗi lần mỗi ít. Mà người ta nói em thiếu lâu rồi, không có chịu trả. Người ta nói em có tiền mà giấu, mà thật ra là không có tiền. À, giờ với số tiền này thì cố gắng, hai vợ chồng cố gắng kiếm thêm mấy triệu nữa trả nợ cho người ta ha. Đúng dạ. Rồi. Thôi thì cũng mong tụi em sau khi chia sẻ clip này lên á. Dạ. Thì cô được sự đồng cảm của cô bác quý anh chị mạnh thường quân đó. Anh ấm, hỗ trợ cho gia đình mình được phần nào thì được phần nào. Hôm nay thì tụi em cũng hữu duyên. Dạ. Em với Nhân cũng hữu duyên để tranh thủ đến với gia đình của mình. Dạ. Thì thôi thì cố gắng để anh chị cố gắng vượt qua trong khoảng thời gian này nha. Dạ. Thì tụi em mừng dữ không? Dạ mừng lắm, mừng thiệt, mừng luôn. Không có khi nào em cầm được số tiền này. Là chồng em đi ra em mới lấy được, nhưng mà người ta trừ hết trơn à. Đó, anh ẩm bé đi vòng vòng anh đi. Anh ẩm đi vòng vòng đi anh. Bây giờ chị nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân đi. Dạ. Em chân thành cảm ơn rất nhiều rất nhiều. Tại vì em cũng quá khổ. Em mới cầu cứu anh Bùi Hồ. Em cũng cầu cứu kênh của anh nhiều anh kia. Mà anh nói gia đình em nhà em xa quá không có xuống được. Em mới cầu cứu anh Hồ. Em cũng mất hy vọng rồi. Em không ngờ là hôm qua anh điện lại cho em. Em rất là mừng. Rất là cảm ơn anh. Em gửi lời đến Mạnh Thường Quân cảm ơn rất nhiều đã giúp đỡ cho gia đình con. Rồi thôi vậy cố gắng ha. Dạ. Còn có mấy triệu đó, cố gắng làm cho xong rồi trả cho hết. Dạ. Không ấy thì trước đó thì chị trả một ít đi. Nói ta gửi trước một ít, còn một ít mình mua dạ. Gạo hay mua gì đó nhiều tí để mình dự trữ trong gia đình của mình dạ. Trong thời gian sắp tới. Tính ra 2 triệu đi. Dạ. Trả trước 10 triệu, 2 triệu thì mua sữa cho bé đi để còn nhỏ mà nếu như cứ vậy nó không phát triển. Đúng rồi. Chị cứ mua những cái hộp sữa đó dạ. Cho em bé rồi mua đồ ăn cho các bé ăn đi. Chứ bây dạ. Giờ biết sao giờ. Dạ em mừng lắm. Trả trong ta nhà. Trước 10 triệu ta cũng không có làm khó nữa đâu. Cảm dạ. Ta thông cảm. Còn mấy triệu thôi ha. Dạ. Nhưng mà khi mà chị trả thì chị nhớ là phải ghi giấy tờ đồ lại nha. Chị lưu ý những cái đó. Dạ. Ừ. Em có phải kêu người ta ghi chứ để không có giấy tờ khó nói chuyện lắm. Ừ. Thì em dặn trước chị vậy dạ. Thôi thì gặp hoàn cảnh gia đình mình thôi tụi em cũng xin phép dạ. Tụi em với Nhân cũng về tại đường dạ. Cũng khá là xa thì em với Nhân cũng chân thành cảm ơn Bùi Hồ và em Phong Bụng em nhân chứng chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh của hai anh em. Xin chúc cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân sức khỏe và an lạc. Thôi em chào của gia đình mình luôn ha. Dạ em cũng cảm ơn hai anh nhiều lắm và chị đã xuống thăm gia đình của em không ngại đường xa. Dạ em cảm ơn nhiều lắm ạ.